Phương ơi, mày lấy thằng nhân viên mới như nào? Thì cũng được, cũng đẹp trai, ngoan ngoãn. Mặt ngoãn á? Ừ. Ơ thằng ấy không ngoan đâu. Sao? Tao làm cứ im im, không biết chào anh chị gì đâu. Ừ, mà kể ra từ lúc nó đi làm nó chưa chào tao câu nào sao? Đấy, đúng không? Ừ. Xong rồi nhá, trong giờ làm việc để ý nhá. Tao bấm điện thoại thôi, không thấy làm. Nó có khách rồi phải chẳng bấm điện thoại, toàn khách bọn mình mà. Thì phải biết đều lên. Chỉ cần nó khao anh mày cốc cà phê thôi là anh sẽ chỉ cho nó vài chiêu. Nó thăng tiến ngay. Chứ làm này làm sao mà giàu được, chán lắm. À ừ, hôm nọ tao mệt mệt ấy, xong rồi tao nhờ nó đi mua đồ ấy. Mà nhờ mãi nó không đi, nhất quyết không đi trong khi chẳng có khách gì nhá. Thế á? Chào em, ngoan đấy nhỉ? Chào em, ngoan đấy nhỉ? Này, hôm nọ tao đi muộn có 30 giây thôi mà bị phạt 200 nghìn liền. Thì hôm trước đây, tao mang có mỗi cốc cà phê lên thôi. Mà bị xe phát hiện cũng phạt tiền luôn. Chả hiểu sao rồi, phạt thì nhanh nhé mà kiểu tháng này doanh thu rõ nhiều, chả thưởng cái gì. Chỉ biết phạt là phạt thôi. Hai đứa nói chuyện gì rôm rả ấy nhở? Ôi sếp ạ. Chào sếp. Hôm nay sếp lại xuống cơ sở này. Ôi hôm nay sếp có cái áo đẹp ấy nhở. Chỉ với một đĩa muối chanh có thể giúp thay đổi tài vận trong cả một năm. Cách làm thì vô cùng đơn giản, bạn hãy chuẩn bị một đĩa muối và từ 1 cho đến 3 quả chanh cắt như thế này, sau đó bỏ những hạt muối vào bên trong quả chanh. Bạn hãy đặt đĩa muối ở dưới vị trí làm việc của mình, điều này sẽ giúp bạn thu hút nhiều năng lượng tích cực cũng như là tài lộc hơn. Và đặc biệt là đối với doanh nghiệp thì mẹo này sẽ có tác dụng vô cùng lớn, giúp cho công việc làm ăn kinh doanh của các bạn phát triển thuận lợi hơn. Còn rất nhiều những mẹo hữu ích để giúp các bạn có được một năm mới nhiều tài lộc và may mắn hơn.